Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu EU ngày 17 tháng 2, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có bài phát biểu tại Quốc hội Đức đề cập đến 3 vấn đề lớn đang được dư luận quan tâm, bao gồm khủng hoảng người tị nạn, quy chế thành viên của Anh trong EU và tình hình Syria. Về khủng hoảng người tị nạn, Thủ tướng Đức gọi đây là một phép thử lịch sử của châu Âu, đồng thời lên tiếng bảo vệ chính sách hiện nay đang được thực thi nhằm giảm lượng người tị nạn vào châu Âu. Bà Merkel nhấn mạnh ba trụ cột quan trọng của giải pháp, của việc giải quyết nguyên nhân dẫn tới tình trạng người dân bỏ quê hương đi chạy nạn, tái thiết lập khu vực biên giới ngoài EU và điều chỉnh việc phân bổ hạn ngạch tiếp nhận người tị nạn trong EU. Thủ tướng Merkel cũng cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh EU ngày 18 và 19 tháng 2, vấn đề sẽ được tập trung thảo luận là kế hoạch hành động giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm giải quyết một cách toàn diện các nguyên nhân gây ra dòng người tị nạn và bảo vệ biên giới ngoài EU. Liên quan tới vấn đề Syria, Thủ tướng Merkel đánh giá tình hình nhân đạo tại nước này là quá sức chịu đựng và tái đề nghị thiết lập một vùng cấm bay ở Syria nhằm bảo vệ và giúp ổn định những người phải chạy lánh nạn. Trước những đề nghị cải cách EU của Anh, bà Merkel nhận định nhiều đề xuất của London là hợp lý và khả thi. Đó là những mong muốn nhằm giúp châu Âu tăng cường khả năng cạnh tranh, minh bạch hơn, cũng như các đề nghị không phân biệt đối với các nước ngoài khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu Eurozone.